Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì lại là mình đây, Bọn Gaming. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn những anh em nào đi solo. Thì đây là một con lạc của mình. Thì con lạc này nó chưa có tài năng này anh em. Đó, cũng không có dù. Đấy, mình cũng vừa mới lập luôn. Đó, cho những anh em nào coi có thể không tin. Thì đây là một con lạc mới mình lập để chơi một cái server, hướng dẫn cho những anh em nào mới chơi làm cách nào để chơi server chúng ta nhanh có súng, farm thật là nhanh, chúng ta nhanh có đồ rồi chúng ta có thể đi bắn nhau súng kiếm ở đâu tất cả vân vân và mây. Thì hôm nay thì mình sẽ chọn cho anh em coi. Thì anh em cứ vào mấy chế độ thì anh em có thể lựa có xếp hạng với lại chơi chuẩn đấy. Thì nếu anh em nào mới chơi thì chúng ta có thể chơi xếp hạng nó dễ. Thì mình mới lựa được một cái server anh em. Thì mình đang vô server cho những em coi. Thì như những anh em đã biết đến kênh của mình thì mình thường mình hay chơi với clan rồi chơi với những bạn bè. Thì lần này là lần đầu tiên mình đã đi mình có đi solo suốt đấy nhưng mà mình không làm video. Thì đây mình sẽ làm một cái video ở server lưu cho những anh em nó coi, những anh em nào chưa biết về server lưu như thế nào rồi chúng ta sẽ chơi kiểu gì để nhanh kiếm đồ. Đấy, từ lúc chúng ta cầm dìu đá làm sao rồi chúng ta làm gì đó. Thì mình vừa mới vào mình đã thấy một đứa đang xây nhà anh em. Ra chặt gỗ cầm gậy và phang vào đầu nó. Nó vẫn chưa biết mình ạ. Này nó xây nhà ngáo nhỉ. AFK rồi anh em ạ. Chắc AFK luôn rồi. Mày nhìn con. Thế tưởng AFK cuối cùng lại vào à. Thì như anh em đã biết ấy. Thì thường chúng ta chơi ấy. Chúng ta spam có thể là ngẫu nhiên thì chúng ta có thể là đi coi xem là đây như mình đang spam ở dưới A-ban dưới ấy, thì mình sẽ xuống dưới A-ban dưới mình xem mình còn thẻ không thì mình có thể mình lấy thẻ lam đã thẻ lục mình đi thẻ lam các kiểu mình đi mình kiếm súng mình farm linh kiện. Thì ở trong bản đồ thì nó có hay có mấy con boss anh em đấy, anh em cứ lấy mấy con boss này nó có gỗ sắt đá rồi các kiểu đấy. Rồi mình đang ở A-ban dưới mình sẽ chạy qua khu thử coi xem nó có thẻ không. Thì đây là một cuộc hành trình của mình. Mình sẽ cho anh em coi những cái khả năng và những cái gì có ở trong map chúng ta sẽ lựa chọn ở đâu. Đó, các kiểu gì đấy. Đây, mình sẽ chạy về A-ban dưới nha anh em. A-ban dưới thì chúng ta sẽ có cái thẻ lam, cái thẻ lục. Thẻ lục thì chúng ta có thể đi phòng thẻ lục và lấy thẻ lam. Nhưng mà mình nghĩ server mà mới ra, server này cũng phải không phải mới ra anh em ơi. Thì hiện tại cái server này có 22 người 20 điểm thì chắc là server này là server tối hay sao ấy. Nếu mà server này là server tối thì có thể là chúng ta sẽ dai sáng. Thì hiện tại bên mình bây giờ mới có 7 giờ mấy 8 giờ thôi. Thì chắc tầm 9 giờ mới dai được anh em ạ. Thì dai ở bên server xếp hạng nó có hai khung giờ. Một là khung giờ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Hai là khung giờ thứ hai dai buổi tối từ 6 giờ tối đến 11 giờ trong server xếp hạng nha anh em. Ui, A-ban xa quá anh em ạ. Thì sau một lúc mình chạy mình cũng đã tới rồi anh em. Ôi giời, vừa mới nú ra cái thấy con boss nó phi ra rồi anh em. Thì ở A-ban dưới thì sau bản cập nhật mới thì những khu nhỏ nhỏ vẫn có boss nha anh em. Thì cái cách để giết boss thì đây mình sẽ cho anh em coi về cách để dụ con boss này để chúng ta giết luôn này. Cho những anh em nào không biết cách để kill con boss này hay bị con boss mấy con boss nó kill ấy thì chúng ta có thể chạy vào những cái chỗ mà nó góc nó hẹp hẹp ấy. Thì nó cho con boss nó vướng lại và chúng ta có thể vào chúng ta giết nó thôi. Đây này, ví dụ như con boss này khi mà gần đến đây cái nó sẽ quay lại đuổi này. Đấy, anh em cứ chạy ra đây này. Nếu như mà nó chạy xiên ấy thì nó sẽ đuổi theo chúng ta lên đến tận đây đấy là nó dừng. Nó quay đầu. À đây nó bị mắc vào trong này rồi anh em. Đây tại vì nó không bị chạy xiên ấy nên là nó sẽ bị mắc vào trong đây, nó chỉ xiên qua được một lớp thôi. Đó, nó lại mắc vào trong đây, chúng ta vào chúng ta đập nó thôi. Thì mình dùng gậy gỗ thì nó chỉ có 20 mấy đam nên là nó hơi là khó bị kill ấy. Anh em kiên nhẫn. Đó, chúng ta cứ từ từ chúng ta giết. Nếu mà giết được luôn trong một lần thì quá là ok. Còn nếu mà chúng ta không giết được một lần thì dụ thêm lần nữa. Mình nghĩ là chắc một lần là đủ đấy. Hai mươi sáu đam. Thì cái con boss này anh em, cho những anh em nào chưa biết thì cái đồ của những con boss này nó rơi ra thì chúng ta có thể chuyển về server cá nhân. Thì trong bay cá nhân của chúng ta có thể chuyển về đấy và chúng ta dùng để đổi thẻ tím hoặc là chúng ta dùng để nâng cấp bay. Uầy, không có gì, có mỗi khẩu trang với dây điện. Uầy, ngon quá anh em ơi, có khẩu trang với dây điện rồi. Đây để mình vô trong khu thử coi xem là khu còn không.
Ấy ra còn hòm anh em ạ, còn hòm thì chắc là còn thẻ quá. Có hai cái khẩu trang luôn. Ôi hôm nay mình may mắn quá. Đi nếu mà anh em đợi được khẩu trang thì chúng ta có thể dùng để đi khu ấy. Nếu mà anh em nào mà chưa biết thì cái khẩu trang này chúng ta dùng để đi khu, cái khu vô trong khu mấy khu lớn ấy. Ui thì trên nóc này có cái thẻ la, thẻ lục ấy anh em, mà bị chắc bị ăn rồi, không thấy cái thẻ đâu hết. Thì nóc nhà dã đồ nào ở các khu thì cũng đều có hết anh em. Thì có tùy nhà, cũng tùy vị trí nó để cái thẻ ấy. Rồi khu bị ăn luôn rồi anh em ơi. Thì chắc mình sẽ bây giờ mình sẽ có hai con đường để lựa chọn. Thì một là mình sẽ chắc mình qua bên cảng anh em. Thì chúng ta có thể lựa chọn là chúng ta có thể qua bên cảng xây nhà, hoặc là chúng ta qua bên đảo để chúng ta xây. Thì bên đảo thì chắc mình nghĩ nếu mà cái server này thì nó dai lâu thì chắc là chúng ta lên đi qua cảng. Tại vì bơi qua đảo thì nó khá là xa, và sợ sang bên đấy chúng nó ăn thẻ rồi thì mình không có gì để ăn, thì bơi qua bơi lại thì nó tốn thời gian quá. Mình sẽ chọn cái phương án tối ưu hơn là mình sẽ qua cảng. Thì mình nghĩ một hồi mình mới bơi qua được đến bên đây anh em ơi. Ở đây có thằng nằm. Ôi đồ ngon anh em ơi, đồ ngon anh em ơi. Thì anh em đi, anh em cứ để ý có mấy người người ta ngủ ở đường ấy, chúng ta có thể là lấy đồ của người khác. Đó, chúng ta chờ. Tại vì server xếp hạng thì chúng ta sẽ không bị rơi hết đồ ấy, chỉ rớt có khoảng tầm 20% đồ, nên là anh em đừng có cố gắng giết. Đó, anh em cứ lấy hết đồ đã, chờ cho nó hết đấy. Đấy là phương án để chúng ta lấy được hết đồ của người khác. Còn nếu mà anh em giết thì nó chỉ rớt ra được một tí đồ thôi, nó không được bao nhiêu hết. Mình sẽ tiếp tục công cuộc, chúng ta sẽ chạy đến bên cảng. Đây, mình đến bên gần cảng, anh em thấy có cái nhà mình đang định vào coi đây. Ui, có người luôn anh em ạ. Ui, ui, hai thằng luôn anh em ơi, chết rồi chưa. Chơi hội đồng ạ, chơi hội đồng ạ, chơi ông, chơi hội đồng ạ, chơi hội đồng ạ. Mày này con. Ui, chúng nó chơi hội đồng mình anh em ạ. Mày miếng này chơi mất dãy nhỉ. Chơi đéo ai chơi hội đồng này. Mày một thằng. Chơi không? Chơi không? Mày này con. Mày này con. Mày hả? Ui nó có công thức anh em ơi, có công thức ngon. Ui nó có bet gần đây anh em ơi. Chết rồi. 2-1 kiểu này không chột cũng què anh em ơi. Không được rồi anh em ạ. Hàng này nó thù rồi, giết nó một cái nó thù luôn rồi. Ây ô. Trời ơi, nó quật một phát anh em ơi, một phát nữa chắc hẹo quá. Lên chơi nó không nhỉ? Còn lại chỏng vào mồm nó mới được. Mày em mình danh con này. Mày nhìn con. Chạy. Sượt rồi. Ui. Trời ơi, nó lag nó delay anh em ạ. Delay chết nhảm vãi, học công thức. Không kịp học rồi anh em ạ, rớt hai cái khẩu trang luôn ạ. Đèn thế nhở. Để xem lượt này mình hồi sinh ở đâu. Hồi sinh ngay tăng luôn này anh em ơi. Khá là hợp lý. Tại vì mình đang định xây nhà bên cảng, giờ không được anh em, không kịp xây thì chúng nó đánh chết rồi. Chắc mình sẽ tiện đây mình xây nhà bên tanh luôn. Chặt thêm ít gỗ nữa không ta. Chặt cây làm cái nhiệm vụ. Đây thì mình chắc mình sẽ ra đến gần tanh anh em. Ra đến gần cái đoạn chỗ nhà D đấy thì mình sẽ xây ở đấy, để có gì mình tiện mình ăn nhà D luôn. Chứ mình xây ở mấy cái đoạn này nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Để tiện mình đi khu rồi mình qua mình bắn nhau các kiểu luôn, mình ăn nhà AD rồi. Nếu có nghe tiếng tanh gì đó chúng ta nhảy vào tanh chúng ta chơi chúng nó luôn. Hợp lý. Đây để mình chạy qua đấy anh em. Chạy qua đấy xem có thằng nào không. Có thằng nào xây nhà ở chỗ bia đỏ của mình không. Có đá này anh em. Để đập thêm cục đá về lưng nhà. Không tím xây xong rồi không có đá lưng. Ui có cả SMG anh em ạ. Có cái rìu sắt mà giấu lễ sở. Thì sau một hồi mình cũng đã đến được cái chỗ vị trí đẹp để mình xây một cái bay rồi anh em. Thì mình sẽ chọn cái mảnh đất ở đây. Mình xây đây thì mình có thể mình tiện mình vào mình ăn thính, mình bắn nhau các kiểu rồi mình ăn nhà D luôn anh em ạ. Đó, đầu tiên thì như cái nhà chim thì chắc anh em cũng biết rồi. Nhiều anh em coi YouTube của mình có đã chia sẻ trên YouTube của mình á. Anh em nào chưa biết thì có thể vào tham khảo trong cái kênh của mình nhé. Thì đây là cái chòi chim mà mình nghĩ ra cho những anh em nào gọi là có đam mê xây nhà, chơi server xếp hạng.
Thì đây là cái nhà chim để nhà đi khu cho nó dễ. Đó. Thì mình sẽ xây cái nhà này ở đây. Đó, mình sẽ ở đây và mình sẽ cam nhà AD và mình sẽ đi ăn tanh. Đó, đi ăn thính ở tanh các kiểu. Bịt chỗ này vô đã. Đặt tổ. Thì mãi cũng xong anh em ạ. Thì mình chắc mình sẽ cất đồ ở đây, xong mình đặt một cái túi ngủ đây và mình tiếp tục mình đi kiếm người, mình kêu mình farm tiếp. Rồi, mình sẽ cất đồ vào trong tổ lãnh địa. Mình cất tổ này là quá ok rồi. Đó, thì nữa mình sẽ đi kiếm mình tôi bây giờ mình đang cần cái lò. Chết, mình chưa đặt bed. Đó, anh em đặt bed lại rồi, cũng không cần khóa đâu tại vì nhà chưa có cái gì cả. Mình sẽ đi kiếm một cái lò. Đây, mình sẽ cửa đây đã, xây các cửa dưới luôn cho nó không nhảy được anh em. Tí mình có sắt mình sẽ cài khóa vô nữa là ok, nó không nhảy lên được rồi. Ok, thì mình sẽ đi coi xem mấy cái nhà quanh đây có thằng nào xây nhà ngáo ngáo để mình có thể chui vào được không, mình lấy được cái gì không. Đây có cái nhà này, cái nhà không khóa anh em ơi, không biết là bên trong có đồ gì không. Ui, nhà hư kiểu này chắc không có đồ rồi, đúng không có gì luôn anh em ạ. Ui, con này khóa rồi đâu. Mình nghe có tiếng súng anh em ạ, không biết có phải không, nghe thấy có tiếng súng ở bên kia. Để qua đây coi cái nhà này coi. Thấy có tiếng súng ở bên kia anh em ạ, súng lục. Có thằng bắn súng lục ở bên đấy, chắc đang vả nhau hay gì ấy. Đây có đường lên này. Ui, có cả Uzi rồi anh em ạ. Chúng nó cầm Uzi, chúng nó vả nhau. Nhà cũng vườn không, nhà trống tiếp anh em, không có gì cả. Thôi được rồi, để qua xem hóng khẩu súng lục kia coi. Biết đâu ấy, kiếm được khẩu súng lục. Mình cầm khá là nhiều đồ trên người, biết phải lấy cất ở nhà. Mày nữa ơi. Có thằng anh em, có thằng. Quật vào mồm nó. Mày em. Solo không? Solo không? Solo gậy gỗ không? Ui, nó yếu máu anh em ạ. À. Hình như nó bắn nhau bên kia nó yếu máu rồi. Mày hốt rơi đồ ra đây. Mẹ đồ ra đây. Ui, rớt đúng một cái giày. Dương gì để dìu đá. Ui trời. À, nhà nó đây luôn anh em ạ. À. Nhà nó đây luôn ạ. À. Rồi rồi, mình nghe có tiếng nạp đạn. Rồi rồi, nó cầm súng nữa. Có gì không? Ui, có sắt, có sắt. À, có lưu huỳnh, có lưu huỳnh, có lưu huỳnh, có thép. Ui. Anh ơi. Ui, chết rồi anh em ạ. Không kịp lấy đồ nhà nó anh em ạ. Thì mình về mình cất đồ xong mình sẽ sang mình lấy tiếp. Hay quá. Rớt cái áo, cái rìu sắt với lại dây điện trợ. Mình chế giường đó. Mình chế giường, mình sẽ để đồ bên đây. Xong mình bịt bằng tường lại. Đó, hợp lý. Thép này, cất vào trong tủ sao chắc. Rồi, có dương gỗ. Rồi, chế đây xong rồi để đây luôn anh em. Cất đây cho nó gọn. Tại vì giờ mình chưa có lò ấy. Mình sẽ cố gắng mình đi kiếm một người, mình giết, mình kiếm một cái lò về. Xong rồi mình sẽ thanh toán. Rồi, mình sẽ sang đấy mình thanh toán với nó tiếp. À, mày cậy có súng lục ha. Tao có gậy gỗ đây. Thì như anh em đã thấy ấy, cái nhà mà có dương nhỏ ấy, chúng ta cứ cất hết đồ, chúng ta cố gắng chúng ta chui vô, chúng ta lấy được cái gì chúng ta lấy. Mình cố gắng mình đập chết nó xong mình lấy hết đồ trong nhà nó. Hợp lý. Vẫn còn đứng đây à? Mày với tao có một mối thù đấy. Mày chết mày em rồi. Mày chết mày em rồi. Đứng lại. Lấy cái áo của tao à. Rớt cái váy á. Rồi, chờ nó ra anh em, chờ nó ra, chui vào nhà tiếp.
Mở cửa đi bạn ơi. Mở cửa đi bạn ơi. Mày. Súng đâu? Súng đâu? Súng đâu? Súng này. Ui, ui có đồ 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 anh em, đồ ngon đồ ngon đồ ngon. Có đồ có đồ có đồ có đồ có đồ. Nhiều đồ phết nhỉ. Rìu sắt này, lấy hết. Giáp da này, lấy hết. Còn gì không? Ui, có cái cánh gà chiên nước mắm ạ. Ngon. Nước huỳnh này, súng này. Lò. Ui, lò còn sắt luôn anh em. Ngon, ngon, ngon. Phun đồ à? Vứt cái gì đây? Rìu đá này, trang bị súng lục này. Rồi, mình đã có súng anh em. Hợp lý. Bơm máu đây anh em ạ. Nó bắn yếu hết máu ấy. Hoa hồng đổi à? Không đổi được cái gì cả. Đổi được cái phong thư. Nhà hết đồ rồi. Giờ sao ta? Chắc mình phải tự giải quá. Mình nghĩ thằng này nó không biết đường tự giải về ấy. Chắc mình phải tự giải đi quá. Mình ngồi chờ nó lấy giờ anh em ạ. Mà nó không về anh em ạ. Thôi chắc tự giải về thôi. Rớt một khẩu súng lục với lại cái khẩu trang đạn súng găn này. Thôi vậy cũng được anh em. Vậy là có lời rồi. Đây mình sẽ chế đồ về đây. Wow. Khá là nhiều đồ anh em ạ. Chết rồi. Này cất gỗ thì lấy đâu ra mà chế dương. Ngáo rồi anh em ạ. Để mình chế cái dương. Chế thêm mấy dương nữa để đồ. Anh mình mới cất xong đồ anh em thì giờ mình sẽ đi farm thêm. Đó. Ui quả thính luôn anh em. Ui quả thính ở bandit anh em ạ. Bandit có thính á. Có lên xuống không nhỉ? Chắc mình phải tự giải xuống đấy quá anh em ơi. Tại vì mình đang rất là cần ăn thính để kiếm súng ấy. Kiếm súng xuống bandit. Bandit lại có đồ thì mình có thể mình xuống đấy mình ok hơn là trên này. Mình sẽ xuống dưới bandit thử coi xem cái nhà này nào. Ui, nó có xây cái nhà này anh em. Mình sẽ cố gắng mình xuống bandit gần bandit nhất có thể rồi mình sẽ ăn cái thính. Không có gì luôn ạ. Tủ thì khóa, nhà thì không có gì. Sau một hồi đi thám thính tình hình xung quanh thì cuối cùng mình cũng mò về đến cái nhà anh em. Ui có thằng nó farm này anh em, có thằng nó farm gần nhà mình. Mày thằng này. Ngáo ạ. Chò mình viên shotgun vào đầu này. Ngáo này, ngáo này. Ngáo này. Ngáo này. Ui nó có bạn anh em ơi, nó có bạn, nó có bạn, nó có bạn. Ui chết rồi, chết rồi. Thằng này súng không có đạn ạ. Ui còn có hai máu anh em ơi. Hai máu của tôi. Ui nó còn rình rình ở đây nữa. Được 200 hoa hồng, được đống cũng ít ít. Súng không có đạn anh em ạ. Mê cay thế nhỉ. Súng này méo có đạn này. Chắc mình sẽ cố gắng mình trèo lên cái nhà mình cất đồ mình tự giải đi linh tinh xem nó qua được thính không. Ui giời ơi, ui giời ơi, ui giời ơi. Con lợn kia nó đuổi theo sau đít luôn anh em ạ. Ui mình còn vướng. Chạy lên trên, chạy lên trên, chạy lên trên. Cú lừa, cú lừa, cú lừa. Xe lại, xe lại, xe lại. À. Rồi, mình sẽ cất đồ vào đây. Xong mình sẽ giúp nó vào nhà nhốt mẹ lại. Dám láo toét. Đang tính đi thính thì cứ gặp mấy cái thằng phá đám này. Đây, cất gọn đồ vô anh em ạ. Xong bịt tường lại. Hợp lý nhất. Xong mình mở cái này ra. Xong mình dụ nó vào. Xong bịt nó lại.
Rồi, mẹ. Thằng này ngáo vãi trưởng anh em ạ. Mày đi vào đây. Mày đi vào đây. Mày này con. Ok, mày nhớ mày đánh tao nhá. Thì tao xử lý với mày. Mình lấy đạn bắn cho nó yếu đi. Bắn nhơn nhơn nó cho nó khiếp. Đéo giết nó. Nhốt nó lại xong bắn nó. Láo tét. Anh em thấy hay không? Anh em thấy hay không? Pha gọi là nhốt địch. Bộ láo ăn cắp. Khóa vào đã không nhớ may nó trèo lên được nó lại. Mày làm sao? Nghe nói mày bắn tao. Mày đánh tao đúng không? Mày nó có nhiều máu không ta? Cho nó phát nữa. Mày đúng không? Phát thứ ba chắc chết anh em ạ. Thôi đéo bắn nữa. Bắn nhơn nhơn cho nó sợ. Thanh niên hãi rồi anh em ạ. Thanh niên hãi rồi. Cái tội cả nhây này. Chồng nó kìa. Chồng nó kìa anh em. Ui giời ơi. Ui ui nhảy cao thế nhỉ. Nhảy cao thế nhỉ. Nhảy cao thế nhỉ. Sợ chưa? Sợ chưa? Sợ chưa? Không, không giết nó anh em ạ. Giết giết nó là giết nó là xong. Chồng nó loạn gì ngầu này. Thật, chồng nó tếu phải đái ra anh em ạ. Thôi kệ nó, kệ nó. Không giết nó, giết nó sai lầm. Bịt nó lại, nhốt mẹ lại đây. Cho nó khỏi đi farm. Tội bù láo ăn cắp. Này, mình sẽ tự giải xem liệu có qua được gần thính không. Nếu mà qua gần thính thì chắc sẽ ăn thính luôn. Ôi giời ơi anh em ơi, nãy giờ tự giải khoảng tầm 5-6 lần rồi, chưa được anh em ạ. Uầy, mãi cuối cùng cũng lên được gần gần thính này anh em ơi. Có cơ hội ăn thính. Thì anh em đã bao giờ thấy cái cảnh mà ăn thính bằng tay bo chưa? Đấy, đi đi người không để ăn thính chưa? Nếu mà anh em chưa thấy thì có thể coi ở kênh của bội. Đó, anh em có thể thấy được trình độ gọi là đi ăn thính bằng tay không. Này mình sẽ biểu diễn kỹ năng ăn thính bằng tay không cho những anh em nào. Để mình chạy lên trên thính xem có đông người không anh em. Mình sẽ lên trên đấy mình coi xem thính nó đông không. Nếu mà đông thì mình sẽ ngồi mình hóng mình chờ xem có thằng nào rớt súng các kiểu gì đây. Để ra mình nhặt. Trước hết là phải làm cây gậy gỗ này anh em ạ. Đéo có cây gậy gỗ là không làm ăn được cái gì hết. Vô Vina của Việt Nam cũng phải cầm gậy gỗ anh em ạ. Mình coi xem nào. Đông tê nhỉ. Uầy, tôi thấy xác mẹ la liệt ở trong kia rồi anh em ơi. Khó khó chơi đấy. Nhiều xác quá, nhiều xác quá. Vào thử ngó xem coi xem xong xác có cái gì không. Bọt đồng thế. Ui, còn đồ anh em ạ, còn đồ. Xuống tiếp. Xuống xem lại xác. Trong trong mấy cái hòm xác thì có đồ anh em ạ. Có đồ là còn đồ là còn ngon. Mình coi thử coi. Biết đâu. Ui, chúng nó bắn nhau anh em ơi. Uầy. Gắt phai nhỉ. SMG với lục. Mình coi thử coi. Liều chết vô xong rồi nhặt đống đồ đấy. Nhặt được đống đồ đấy xong rồi cho con boss bắn chết. Xong về nhà tanh rồi cất đồ. Hợp lý anh em. Uầy, xem còn mấy phút nào. Thính còn 4 phút. Bây giờ còn có cả diều đá hư nữa. Ui, boss bắn đau thế. À, có hai thằng ngồi trong cống ạ.
chưa nhặt được cái gì, cái chết queo rồi anh em ơi. Khổ thế nhờ. 44 giây nữa. Thôi cứ hồi sinh ở tanh đi anh em ạ. Hồi sinh ở tanh đi đã rồi tính tiếp. Cái gì đấy? Sao không nhặt được ta? Chắc nó lag ở dưới thính anh em ạ. Nó lag tít dưới thính. Được 25 thép này. Mang về. Cái khóa. Cái thằng kia nó vẫn ở đây anh em ạ. Nó vẫn ở đây, nó chưa tự giải ạ. Chắc nó không biết tự giải hay sao ấy. Giờ bị nhốt một cái đứng im luôn ạ. Khổ thanh niên thật sự. Ôi, có thằng bị con boss bắn chết kìa. Chắc phải qua nữa anh em ơi. Qua xem nữa đi. Chứ không qua là không ổn này. Lên coi không biết còn thính không nữa. Khổ quá anh em ạ. Đi ăn thính tại các ui SMG ạ. À. Cái gì kia? Ui. Bắn nhau căng cực anh em ạ. À. Căng cực rồi. Hai thằng chết SMG. Không biết liệu có hóng được cái gì không ấy. Ui, chúng nó vào nhau anh em ơi. Chạy qua bên này, không vào thính nữa. Chạy qua bên này xem nót được cái gì của chúng nó. Ui. Gắt thế nhỉ. Đây có cái hòm xác này. Xem có cái gì không. Quần đùi. Đây. Anh đây. Có lục anh em ơi, có lục. Ngon. Lục 6 viên à. Thằng kia đâu vậy? Có hai khẩu lục. Một viên, hai viên.